ôm gọn chân nội ơi. Cứ ôm thế, tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Cặp này làm đám cưới chắc luôn rồi. Ôi sáng hôm qua trên. Mời nhà trai. Đây. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào tới quý vị có mặt ngày hôm nay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Kính chào hai idol, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào anh người lạ. Chào người lạ ơi hả? Chào người em. Lạ ơi, lạ. Cho tôi mượn rồi bà em giới thiệu đi nào. Con tên đầy đủ là Trịnh Thị Hảo, con đến từ Bình Phước City. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con là điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tại Bình Dương. Mời em trai. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Ta, hiện tại là 28 tuổi và em đến từ Long An, đang là giáo viên lịch sử. Giáo viên lịch sử dạy ở đâu Pha? Dạ em đang dạy ở Cần Đước ạ. À, quốc lộ 50 đi xuống đó ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Ủa em tên gì vậy chị? Pha. Dạ em tên Pha chị Hồng Vân. Pha đó hả? Dạ. Xăng Pha nhớt. Ủa? Pha của từ pha sáng đó, chị. Từ pha nó sáng lên á. Em mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào? Dạ ưu điểm của con ở đây là sạch, với lại là con có cái tính là hay vui lắm, nên hay có cái tật là hay cà khịa với mọi người. Mấy em gái ở nhà cứ lợi dụng nó sơ hở, là dụ nó đang ngồi bấm điện thoại là lấy cái tay giả cái dây đùi non nó, xong nó đau quá nó dí lên quánh mà vẫn tiếp tục làm. Dạ. Còn điểm yếu thì sao? Dạ điểm yếu của con á là chắc là cũng khó tính á, cũng không dễ tính lắm. Ừ. Dạ cũng hay đi soi mói hay ơi. Đi không phải là nhìn mình nhiều chuyện mà soi mói chỗ này, ôi chỗ này dơ quá, hoặc là chỗ này bẩn quá. À. Gọn gàng ngăn nắp lên, chăn mền mùng mền con này 1-2 ngày giặt lần, đầu tóc thì ngày nào cũng phải gội, rít quá là ngủ không được, đi làm về mà được ra trực là không có dành thời gian đi chơi đâu, dành 2/3 thời gian để ngủ đã. À. Mà ai mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó. À. Lên sực lên, nóng tính quá mà nóng tới đỉnh luôn. Trời ơi, mỗi lần mà tới đỉnh đó thì em làm gì? Ví dụ như đang nói chuyện với em mà cãi lại chị một cái là vớ được cái ly, xèn một cái. Trời cái ly nó rất là bụp. Rồi con em né được không sao? Tức là nóng đến cái mức có thể đập đồ đúng không? Dạ. Rồi dạ, chàng gái xinh đẹp. À. Nóng quá không tốt đâu ha. Họ nhịn riết á, rồi họ bị nóng ở, gọi là đi về nhà là dễ bị nóng lắm. Tức là giận cá chấm thớt đó đúng không? Không phải nóng trong kềm hoài là phải có chỗ xả, thì thường là lúc đó đi về nhà. Cho nên là cái người chồng là phải hiểu, thông cảm và rồi, phải chịu đựng. Rồi, vậy là bao nhiêu bệnh viện cô Trúc về nhà hết. Sao xa Pha? Pha thấy ổn không? Sao thấy đổ mồ hôi quá. Ai bên kia là cái tật xấu vậy, còn em? Khuyết điểm của em là cái chiều cao nó khiêm tốn. Em thì hay ở nhà lắm, hay ở phòng, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người lắm. Điểm mạnh của em thì chịu khó làm ăn, biết thông cảm, chia sẻ với mọi người. Có năng khiếu chơi thể thao, bóng đá chơi được, cầu lông chơi được, rồi đá cầu chơi được, điền kinh chơi được, nhảy cao chơi được. Rồi, tốt rồi. Vậy là khỏe rồi, đâu quan trọng mình cao đâu, quan trọng mình khỏe thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Từ tháng 9 năm 2012 cho đến nay là tháng 12 2019. Cũng lâu rồi. Nhớ từ ngày tới tháng luôn. Dạ. Mối tình đó em quen được khoảng 4 tháng. Trời ơi, quen mới 4 tháng sao chia tay? Bạn đó thì ở xa lắm, ở tới Kiên Giang lận, còn em thì ở Long An. Rồi khi ra trường rồi mỗi người cái công việc nó lo tập trung vào công việc không. Trong cái thời gian đó thì em làm rất là nhiều cái công việc. Đi bán vé số cũng có nè, theo mấy cái xe tải á, để bưng hoa lên trên những xe á. Năm 2015 em cũng có đi lắp truyền hình số mặt đất luôn, rồi cũng có lắp wifi. Thì em cũng về nhà phụ ba mẹ làm nông. Nói chung trải nghiệm cũng nhiều. Dạ. Cuộc sống vậy, các ngành nghề ha. Dạ. Vậy là em có sâu đậm gì với bạn đó chưa? Cũng có nắm tay chị. Dừng lại ở đó luôn. Dạ. Vậy là còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta hỏi đang ta bên đây ta tò mò nè. Dạ em nghĩ là còn. Còn gì nhưng mà em nghĩ là còn xài được luôn. Chứ không phải còn zin mà còn trong thùng rồi, khi mở ra nó không xài được. Vậy là không có bị xét đúng không? Dạ. Em nghe không, em coi như em phải đập thùng nữa đó. Em có lo sợ chuyện đó không? Không ạ. Tại vì chứ cũng chưa ai đập thùng em hết. Cũng chưa ai đập thùng em hết. Ủa em cũng vậy hả? Trời ơi. Rồi đập qua đập lại rồi. Hết rồi.
chuyện tình duyên của em sao? Con thì trải qua hai mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì vào một ngày con ra trực thì anh ấy gọi điện là hỏi cưới. Lúc đó con đang say ke, con mới về kêu là hẹn bữa khác nói chuyện đi. Cái tuần sau không thấy anh nói gì hết, con mới nhắn tin lại hỏi. Xong anh kêu thôi mình chia tay đi, không hợp, nó lãng xẹt quá. Mối tình gì mà lãng nhắc xong vậy? Rồi con mới hỏi là lý do tại sao mà để cho em với anh chia tay mà hỏi trong khi mình hỏi cưới nhau rồi. Cái anh kêu là mình không có thời gian dành cho nhau. Nghe xong hơi buồn. Chào em. Dạ em chào chị. Em không thích cái điều gì ở bạn gái? Em không thích ở người bạn nữ là nhuộm tóc loè loẹt á vậy. Yên tâm đi, không có nhuộm. Có sao muốn tay không chị? Không luôn. Ủa sao muốn tay đẹp mà? Ta điều dưỡng mà. Dạ. Tại em thấy có người ta sao muốn tay 10 ngón, người ta sơn đủ 10 màu luôn á, em thấy em sợ. Không, nếu mà em có sơn thì em sơn 1-2 ngón thôi cũng được không anh? Có thể chấp nhận được. Thích. Còn cái điều em thích là cái gì? Thích là người phụ nữ là biết quan tâm. Bạn nữ bên kia biết nấu ăn không? Trời ơi, em nấu ăn thì em đánh giá em nấu ăn ngon á, mà ai chê thì em ăn hết à. Bạn nữ bên kia có ghen không? Có chứ. Khi mà ghen lên tới đỉnh điểm thì phan cái ly làm đó gì? Phan cái ly đó. Phan cái ly luôn hả? Ừ, em né không được là em dính luôn. Không sao đâu, anh có vỏ mà. Tránh được hết. Nói cho tránh được nha. Anh bên đó có ghen không? Có hay ghen không? Có chứ em. Ví dụ anh ghen thì anh sẽ làm như thế nào? Ghen thì anh không bao giờ dùng bạo lực. Anh sẽ hỏi. Ủa sao lúc nãy anh mới kêu anh học võ mà anh dùng võ chứ ghen mà. Nhưng mà em thấy sợ. Học võ không phải là để đánh ghen hay là mình xử lý những cái trường hợp nào mà mình không giải quyết được bằng cái ngôn ngữ. Học võ là né cái ly. Để né cái đó. Mẫu hình lý tưởng như thế nào em trai? Chỉ cần mà nhìn hợp nhãn của mình là được. Em có hình mẫu gì nè? Hình mẫu của con là không hô, không hôi, không hói. Hói sơ sơ như chú Quyền Linh thì cũng được á. Hói sơ sơ như chú Quyền Linh là chấp nhận được. Em đầy đủ, những cái đó là không có. Có hết hả? Không có những cái đó. Nói cho nó rõ. Nói em đầy đủ. Kia ta giật mình. Không có những cái không hô, cái đặc điểm đó. Đó, không có được. Tráng cao thôi à. Cũng có khả năng. Con trai á là đừng có cắt tóc hai bên xong mà nhuộm cái bờm ở giữa. Không có. Xong rồi cái móng tay móng chân thì không được cọ, lúc nào cũng đen thui vậy. Không có luôn. Khi đi chơi thì mang cái dép lê bẹp 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 đi giày luôn. Rồi. Giờ sạch luôn. Sạch luôn. Đó, ok rồi. Còn cái vụ hôi hôi chút tự em kiểm tra nha. Hôm nay đi với ai? Dạ hôm nay con đi với đại gia đình nhà con. Vâng, xin chào chị Hùng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Hương, là chị của em Hảo. Thấy bạn trai thì về cái hình thức bên ngoài thì là cũng được ấy. Hợp hay không thì phải cần cái thời gian của hai bạn để rồi tìm hiểu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Pha đi với ai Pha? Dạ em đi với những đồng nghiệp trong trường của em. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Tôi được ủy quyền của ba mẹ của em Pha. Tôi thấy cô dễ thương. Hai em cũng có cái nét tương đồng với nhau. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Bây giờ mình thấy là nên mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Pha. Anh chào em. Dạ, có món quà tặng cho em. Dạ. Dạ, hôm nay em đến đây thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Là em mang một cái áo mưa tới tặng cho anh. Đây mới quen tặng áo mưa. Nhất định anh sẽ sử dụng nó và anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Lần đầu tiên khi thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng chân thật, cũng chất phác chứ cũng thật thà. Khá là gọn gàng. Em có thích đi chơi, đi du lịch đây đó không? Trời ơi, cái đó là em thích nhất luôn á. Vì là em thích chụp ảnh lắm. Thôi, về Long An, về Long An liền. Yeah. Em có thích về Long An của anh không? Trời ơi, về cho đó là càng tốt. Ví dụ về đến đây mò cua bắt ốc nè, đi nấu những cái món dã ngoại á, nó vui lắm. Em biết nấu món ăn nào về miền Tây không? Dạ thì em không rành lắm. Em thích ăn canh chua cá lóc không? Dạ anh được. Anh nấu em ăn. Ồ. Đến hôm nay em cũng có một bài hát em tặng cho bạn nữ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Nhưng lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng,
dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không quang thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Thôi. Đôi khi những lúc em run quá cho em ôm một bạn nữ được. Đó, thấy chưa? Hôn dễ sợ, ôm đi để kiểm tra mùi luôn. Ôm đi em, ôm đi. Có thể ôm em được đó. Ôm. Rồi đó. Đó, rồi kiểm tra luôn nha. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Rồi bạn nữ kìa, bạn nữ cảm nhận sao nè? Trời ơi, ấm quá cô ạ. Có mùi không? Dạ chưa phát hiện ra mùi ạ. Chưa phát hiện đúng không? Dựa vô nè, dựa vô để cảm nhận nè. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau, thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là một người rất dễ thương, rồi nói chuyện ngọt ngào. Dạ cảm ơn anh. Em có thích khi trời mưa mà mình nắm tay đi dưới vỉa hè không? Cũng thích đó, nhưng mà lúc đó lạnh lắm. Em sẽ không bao giờ lạnh, anh sẽ ở bên cạnh của em. Dạ. Thấy ông chú rể ông nôn dữ lắm rồi đó. Giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được không? Rồi cái là mình quyết định bấm nút luôn. Thấy chưa, đó ông nôn dữ lắm rồi. Bây giờ ông bây giờ là ông chỉ muốn ôm chặt luôn. Đó, đó. Rồi. Ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không? Mẹ, ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con. Anh cứ bấm nút đây, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được. Rồi, đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, hai với anh với Hồng Vân bấm nút. Nào, ôm chặt lên. Hùng luôn. 3, 2, 1, bấm nút. Quá trời dữ luôn rồi. Trời đất ơi. Ôm nữa rồi, thái hàng được quá. Được. Rồi đứng yên nguyên nha. Chúc hai bên hạnh phúc. Hôn nhau, hôn hôn. Bây giờ là ông muốn vui thùng và muốn đập thùng dữ lắm rồi. Em trai thấy ôm được không? Rất là ấm. Ấm không? Ôm nữa, ôm nữa, ôm nữa. Mọi người đây có muốn em hôn môi không? Thôi! Hôn môi không? Thôi! Làm luôn. Ôm gọn cưng nội ơi. Cứ ôm thế. Tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúng ta sẽ ôm nhau cả cuộc đời và sử dụng Amity. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Máng lên. Rồi. 7 năm qua tôi mới thấy một cái ôm nó chặt như thế, đẹp như thế. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc giữa Pha và Hảo. Không cái nữa. Em cầm mà chứ đúng không? Em bồng bạn nữ xuống. Lên cầm cho em bồng. Thôi vậy đi thì cầm cho dễ ôm. Rồi. Cặp này làm đám cưới chắc luôn rồi. Ôi sáng hôm qua trên quê hương tôi